Không biết chị có đồng ý với em không là liệu rằng con người trẻ họ không được dạy để thể hiện ra những cảm xúc tiêu cực, hay thể hiện ra một cái sự cầu cứu, hay thể hiện ra một cái sự kêu gọi giúp đỡ. Đôi khi là họ cũng có kêu cứu đấy, nhưng mỗi người sẽ kêu cứu theo cách của mình. Có bạn thì sẽ rất là cáu giận, luôn luôn cáu giận, rất là dễ cáu, hơi một tí là cáu giận. Có bạn thì không thể tập trung được. Có bạn thì lại bị rơi vào cái trí nhớ nó giảm xuống, tức là bạn ấy không nhớ cái gì cả. Thì nó có rất là nhiều cách, và các bạn dù các bạn không muốn thì các bạn ý đều có những dấu hiệu gọi là SOS thể hiện ra bên ngoài, và những người ngoài, đặc biệt là những người thân rất dễ nhận thấy.